chào đời rồi. Ở ngoài này đẹp quá. Đúng rồi, nhưng mà cha mẹ chúng ta đâu nhỉ? Không lẽ chúng ta là sản phẩm vui chơi nên bị bọn họ vứt bỏ hả? Nhìn kìa, trên trời có thứ gì vậy? Nó đang rơi xuống đây. Các anh ơi, các chị ơi, mọi người bị gì thế này? Không, không, sao mọi người chết hết rồi? Tỉnh dậy đi. Sao lại bỏ đi hết rồi? Rồi em phải sống sao đây? Không lẽ em đi ở đợ rồi trà toilet cho người ta để mưu sinh qua ngày hả? Nhìn kia, năng lượng của nhất quỷ vừa mới rơi xuống đây. Không lẽ nó đã nhập vào cơ thể của lũ trồn này hả? Không hay rồi, không hay rồi. Là lũ con người ninja. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở gần hang ổ mình chứ? Chạy thôi, chạy thôi. Mình không muốn bị bắt đâu. Chào các bạn. Tôi là một con trồn. Vừa mới nở ra thôi, tôi đã thấy anh chị em ruột của mình chết hết. Không lẽ là do lũ con người ninja đã đầu độc, muốn giết và bắt chúng tôi hay sao? Hả? Phía trước còn xuất hiện thêm lũ ninja nữa. Lục thật kỹ nơi này cho tao. Phải giết tất cả sinh vật quanh đây. Phải tìm được nguồn năng lượng của nhất quỷ. Năng lượng nhất quỷ là gì? Sao bọn chúng khao khát thế? Hả? Phía trước có sát hai con trồn to lớn. Không lẽ là cha mẹ của mình hay sao? Không được, không được. Phải tìm cách nào đó để nấp. Cát, chui xuống cát. Chắc có lẽ lũ ninja đó đi hết rồi. An toàn rồi. Lên lại nào. Đúng rồi, là cha mẹ của mình. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi. Thứ gì mình dưới lớp cát vậy? Chạy đi đâu cho thoát. Bọn tao đói lắm rồi. Đến giờ bọn tao đi săn. Tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra. Tránh xa xác cha mẹ ta ra. Các người không được ăn hả? Tôi mặc dù có cơ thể nhỏ bé so với lũ sâu tử thần là trứng chọi với đá, nhưng thật không ngờ mỗi đòn tấn công của tôi là lớp cát ở bên dưới lũ sâu tử thần chuyển động và chui vào bụng của bọn chúng, xé toạc nội tạng của bọn chúng, khiến bọn chúng chết ngay tại chỗ. Mạnh quá, mạnh quá. Không lẽ con trồn đó đã có được sức mạnh của nhất quỷ? Chạy thôi. Lũ sâu khốn kiếp, đứng lại. Hả? Cái gì? Một con trồn có được sức mạnh của nhất quỷ à? Thì ra là mày. Cuối cùng tao phát hiện được mày rồi. Là một tên con người ninja khốn kiếp. Chính các người đã giết chết cha mẹ ta. Vậy thì hôm nay ta sẽ thanh toán luôn một lần. Không hay rồi. Con trồn này có thể điều khiển được cát. Không. Cơ thể của mình lớn lên rồi, lớn lên rồi. Wow. Mình có thể thuần thục điều khiển được cát rồi nè. Không lẽ thứ năng lượng được gọi là nhất quỷ đang hiện hữu trong cơ thể của mình hay chăng? Có hay không? Làm ơn giết chết tôi đi. Tôi đau đớn quá. Có hay không? Là một chị rắn. Trời đất ơi, sao cơ thể của chị nát hết thế này? Có chuyện gì vừa xảy ra với chị vậy? Là lũ con người ninja. Bọn chúng đang lùng tục cả khắp khu rừng này, giết rất nhiều sinh vật. Tôi cố gắng chạy thoát nhưng cũng không thoát được. Có phải bọn chúng đang tìm nguồn năng lượng của nhất quỷ hay không? Nhưng rốt cuộc thứ đó là gì? Tại sao bọn chúng lại khao khát đến như thế? Cậu có biết chuyện này à? Đúng vậy. Cách đây mấy hôm, tôi nghe thông tin có sinh vật thạch quỷ, tức là sinh vật chứa toàn bộ nguồn năng lượng của thế giới này, đã bị phân chia thành 9 nguồn năng lượng khác nhau, tương ứng từ nhất quỷ cho tới cửu quỷ, và rơi xuống mỗi hướng. Vậy khu rừng của chúng ta là được nguồn năng lượng của nhất quỷ rơi vào. Đúng vậy. Năng lực của nhất quỷ là điều khiển cát. Tôi đau quá. Làm ơn giết tôi đi. Cho tôi chết đi. Làm ơn. Được rồi. Sau này có cơ hội, tôi sẽ giết lũ ninja con người báo thù cho chị.
Biết được toàn bộ nguồn gốc và sự thật về cái thứ năng lượng kỳ lạ đang ngự trị trong cơ thể của tôi, tôi cũng cấp tốc chạy thật nhanh và né tránh lũ ninja con người đang lùng tục tại nơi này. Tuy nhiên cái lũ ninja đó không hề đơn giản, đặc biệt là những tên đứng đầu. Bọn chúng có khả năng cảm nhận ra nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể của tôi. Mày định chạy đi đâu hả con chồn nhất quỷ kia? À, nếu không muốn chết thì giao nộp cái sức mạnh đó cho ta. Đúng không? Vậy thì lần này ta sẽ không trốn chạy nữa. Ta sẽ thay những sinh vật vô tội ở đây giết luôn lũ các ngươi. Ăn mạnh quá, mạnh quá. Không ai rồi, mày chạy thôi, mày chạy thôi. Dừng lại, tên ninh ra kia. Sức mạnh của nhất quỷ sẽ thuộc về ta. Là một tên con người ninh ra đó à. Đừng làm hại ta mà. Hãy vào cơ thể ta đi. Madara, lũ quỷ thú vô tội, nó không được làm hại bọn chúng. Cái gì? Lại là ngươi, ta đáng ghét. Ta sẽ không để năng lượng của quỷ thú phục vụ chiến tranh đâu. Nhất quỷ, ngươi hãy chạy đi, đừng để rơi vào tay của kẻ xấu. Thật không ngờ, con người đến ra cũng có người tốt. Tôi cũng cấp tốc chạy ra khỏi cuộc chiến trường tranh giành của các ninja con người đó và tiến thẳng vào khu rừng sâu thẳm để hòng ẩn nấp. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đứng lại! Thì ra con chồn này lại là chủ thể của nhất quỷ. Lần này ta sẽ ăn thịt và hấp thụ sức mạnh của ngươi. Một con rắn hổ mang khổng lồ. Chết tiệt! Lũ ninja con người bây giờ tới lời khác cũng muốn bắt mình hay sao? Vậy được, vậy được, ta sẽ để cho các ngươi bắt. Ta sẽ liều mạng với các ngươi, không trốn chạy nữa. Ồ, thế à? Hay lắm, hay lắm. Vì ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi rồi. Kể từ nay, ta sẽ là chủ thể mới của nhất quỷ. Ngươi đừng có khinh thường ta. Ta trốn chạy không phải vì ta yếu đâu, mà ta không muốn tàn sát sinh vật khác mà thôi. Đến lúc rồi, ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của ta. Sức mạnh năng lượng nhất quỷ, sức mạnh của các để giết chết ngươi. Chết đi, con mạng xà bẩn thỉu, cơ hội thâm độc đi. Mình không muốn trốn chạy nữa. Wow, mình đã khai mở được sức mạnh của nhất quỷ rồi. Hay lắm. Wow, cơ thể của mình trở nên khổng lồ rồi, còn được bao phủ bằng cát nữa. Được lắm, giờ thì mình tự tin hơn rồi. Mình sẽ gặp bất cứ thứ gì muốn bắt mình, giết hết bọn chúng. Chạy đi, là nhất quỷ đó, không xong rồi. Sau khi có được cơ thể khổng lồ và cực kỳ mạnh mẽ, tôi tự tin bước ra khỏi rừng sâu. Lúc này rất nhiều ninja vẫn đang lùng tục tìm sức mạnh của nhất quỷ trong cơ thể của tôi. Tôi đối đầu với lũ ninja này và tàn sát hết bọn chúng. Một số tên ninja đứng đầu bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Bọn chúng còn hóa thành một dạng Susanoo cực kỳ mạnh mẽ. Bọn chúng chém vào người của tôi. Tôi tổn thương nhưng không sao. Cơ thể nhất quỷ này bắt đầu hồi phục và lắp lại số cát bị mất đi và phản đòn ngược lại bọn chúng, khiến cho lũ con người này dần dần bị chết rất nhiều. Nhất quỷ, hãy dừng lại. Người hãy quy phục và minh ra làng mây của bọn ta. Là một con mèo khổng lồ hai đuôi. Không lẽ nó là nhị vĩ? Chết tiệt, ta không giống như người đâu. Ta không quy phục vào con người đâu. Vậy thì ngươi đừng trách ta ra tay độc ác với ngươi. Tránh xa ta ra. Con mèo chết tiệt đây. Ta không hàng hà nhục nhã để bị thu phục như ngươi đâu. Ta phải tự do, ta phải sống trong rừng sâu, trở thành chúa tể muôn loài. Vậy thì bọn ta chỉ có cách giết chết ngươi mà thôi. Mau đưa lại năng lực chất quỷ đây. Được không? Thế là sau một trận chiến kinh hoàng với lại nhị quỷ, tôi và nó đều bị thương nhưng bất phân thắng bại. Chớp lấy cơ hội, tôi chạy thật nhanh và thoát khỏi nó, trốn vào trong rừng sâu. Cứ đi mãi như thế, tôi vô tình đến một khu vực sa mạc có tên là làng cát.